Xin chào tất cả mọi người và các thầy cô. Con tên là Phan Võ Minh Anh. Ba từ để nói về con là dũng cảm, hiền lành và cầu toàn. Dạ, xin mọi người hãy cổ vũ cho con. Qua 6 tháng học thì con cảm thấy là có ứng dụng được là nhiều cái trong cuộc sống hàng ngày của con cũng như là trong việc học. Thì mind map thì giúp con ghi nhớ rất là nhanh. Cái đó thì cũng vậy luôn. Thì khi mà học bài mà nó khó nhớ như là lịch sử, địa lý, sinh học thì khi mà sử dụng mấy cái phương pháp đó thì nó giúp con nhớ nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn. Học ở trường thì con bị kiểu như là phải ngồi học, phải chăm chú học. Còn ở đây thì con được nằm, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi. Học thì rất là thoải mái, không có bị gò bó nhiều. Rất là cảm ơn các thầy cô vì đã đem lại cho con rất là nhiều kiến thức bổ ích, thì giúp cho việc học của con rất là nhiều, mang lại cho con nhiều cái kiến thức về ghi nhớ, giúp con nhớ bài nhanh hơn và hiệu quả hơn nữa. Con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều vì đã tạo động lực cũng như là tạo điều kiện cho con đến được học ở Tâm Trí Lực. Qua đó thì con cũng cảm ơn ba mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con trong suốt quá trình con học ở đây. Con yêu ba mẹ rất là nhiều.